Trong đợt lũ lụt lớn vào tháng 11 vừa qua, nhiều diện tích đất canh tác của người dân ở hai bờ sông Tả Trạch, thượng nguồn sông Hương thuộc các xã Dương Hòa và Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy đã bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó có rất nhiều vườn cây ăn trái lâu năm của người dân đã bị nhấn chìm xuống lòng sông. Phản ánh của phóng viên thời sự về vấn đề này. Câu chuyện của những cư dân dọc hai bên triền sông Tả Trạch phía thượng nguồn trong những ngày này là chuyện sạt lở, chuyện mất thu nhập trong dịp Tết này vì vườn tược, cây cối, hoa màu đã bị dòng sông nhấn chìm. Cầu Võ Xá là điểm nối quan trọng của trục giao thông này đang nằm trong tình trạng báo động khi hai bên bờ khe đã sạt lở hoàn toàn. Những ngọn cây cao trưởng thành giờ cũng bị kéo sạt về mặt đất. Không chỉ lo ngại về vườn tược, cây cối mà người dân còn lo lắng về nơi ăn chỗ ở. Lo chứ, lo sợ quá, gia sập gia nữa không có ở đi. Chứ lo sợ của gia ở đây, chứ sập nữa cũng mưa sập nữa. Vườn tược tan hoang, đất đá sạt lở khiến công sức của người nông dân đang chờ ngày thu hoạch bỗng nhiên mất trắng. Họ lo nghĩ về một ngày Tết cận kề không có sản vật để trao đổi và lo lắng về cuộc sống nếu như sạt lở tiếp diễn thì không chỉ là vườn cây, là nhà cửa mà giao thông đi lại cũng rất khó khăn. Việc dân ở đây như vậy mà nếu như ăn lợn cũng có đất để mà ở đó, vì sạt bờ sông thì sạt khó khỏi nữa. Nếu mà lợn như lắm có đất. Ra ngoài đường là cách 2 mét hậu đường, lộ đường không có đi nữa. Với gần 260 hộ dân của ba thôn Võ Xá, Vị Dạ và Tân Ba, chủ yếu sống dựa vào kinh tế vườn, thì sạt lở mất đất đồng nghĩa với nguy cơ đói nghèo đang cận kề. Cách khoảng hơn 20 mét á. Nhưng mà bây giờ còn khoảng 5 mét. 5 mét. Mình lỡ cái đồ quá sâu. Nhờ coi như bên chính quyền là giúp đỡ để giải quyết. Chứ hiện tại là dân sạt nhà dân còn khoảng 4-5 mét nữa, cũng bị ảnh hưởng quá lớn. Nhờ trên các ban ngành với lại mọi tổ chức cố gắng giúp cho nhân dân cả hai thôn bị già bộ xã làm được cái kè để cho sau này chống cái chuyện sạt lở để nhân dân ăn ở yên ổn. Không chỉ với ba thôn bờ nam sông Tả Trạch của thị xã Hương Thủy mà tình hình sạt lở đã diễn ra khá phức tạp với bà con hai thôn cuối của xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy là thôn Đồng Tâm và thôn Hạ. Công trình kè chống sạt lở ở thôn Hạ mới hoàn thành thì nay cũng đang trong tình trạng sạt lở hai đầu. Người dân hiện rất mong mỏi các cấp chính quyền có những giải pháp khẩn cấp nhằm gia cố bờ sông, đồng thời triển khai các giải pháp lâu dài để ổn định đời sống, sinh hoạt, phòng ngừa tai nạn thương tích cho học sinh và người dân khu vực.